Vâng, thời điểm này như lúc nãy tôi cũng đề cập qua là Trung Quốc hiện nay đang bị tứ bề thọ địch, đã bị cái cuộc chiến tranh thương mại đánh cho, rồi là cái phơi bày những cái làm ăn coi như cháo trở đấy, của Trung Quốc, bị bận cháo trở và lừa dối của Trung Quốc ở trên cái trường quốc tế. Thế thì châu Âu cũng đã ngoảnh mặt, rồi Mỹ là như thế, Nhật các thứ đấy, thì Trung Quốc hiện nay là còn rất là ít cái nước ủng hộ đấy, bởi vì là người ta cũng thấy được là những cái việc mà làm của Trung Quốc là nó có cái mưu đồ, nó mưu đồ xấu thống trị thế giới đấy, một cách không đàng hoàng đấy, tức là dùng những cái thủ thuật rồi những cái việc mà ăn cắp kỹ thuật vân vân đấy. Thế thì hiện nay là Trung Quốc đang bị cô lập như vậy đấy, thì có một cái đồng minh là Việt Nam đấy, thì cùng ý thức hệ mà theo Trung Quốc thì là giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều, mà nói về mặt khách quan mà nói thì đúng là về mặt ý thức hệ rồi, còn nhiều những cái mà Việt Nam cũng được sự giúp đỡ của Trung Quốc, nhưng mà đây là nói về cái Đảng Cộng sản thôi, để nó duy trì cái độc quyền lãnh đạo đấy, thì họ thấy là cái đồng minh Việt Nam này đấy là cần phải giữ lại, và cần phải giữ lại mà muốn ủng hộ tuyệt đối đấy, và họ biết là Việt Nam là cũng giống họ thôi, cái gì có lợi thì làm và cái gì có hại mà thấy nguy hiểm là chạy trốn, mà không đồng minh đồng nước gì cả, đã từng xảy ra cái chuyện mà chiến tranh biên giới Việt Trung rồi đấy. Thế thì là do cái tình thế của Trung và Trung Quốc là đang ở cái thế bị cô lập đấy, và họ thấy là Việt Nam sắp tới là thay đổi cái thế hệ lãnh đạo, thay đổi lãnh đạo trong cái đại hội đảng đấy, và họ muốn coi như vậy là ép Việt Nam để tìm ra những cái người mà phản đối Trung Quốc và những người ủng hộ Trung Quốc đấy, để làm dựng nên làm lãnh đạo đấy, để phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào đấy, lệ thuộc ngày càng nhiều hơn đấy. Thế là cái thời điểm nó là như vậy, là Trung Quốc đang bị cô lập bao vây, và Trung Quốc có đồng minh ở Việt Nam và muốn Việt Nam thể hiện rõ thái độ đấy, vì Việt Nam là cũng là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là hay cháo trở trong cái quan hệ đấy với Liên Xô, Trung Quốc vân vân đấy, thì bây giờ người ta muốn ép đấy, để thể hiện rõ cái quan điểm ra đấy, và họ đã làm cái phép thử, còn cái mục tiêu của họ là cái đường lưỡi bò nào không thay đổi, và cái muốn là không muốn Việt Nam làm ăn các nước khác cũng không thay đổi, là luôn luôn chỉ muốn làm ăn với Trung Quốc, phân chia lợi ích trên cái Biển Đông, mà thực chất là toàn bộ là của Việt Nam đấy. Thế thì họ mới chọn cái thời điểm này để họ coi như vậy là làm một cái phép thử đấy, và có vẻ như là nếu như Việt Nam mà định tách khỏi Trung Quốc, gọi là mà họ sẽ dùng cái từ là phản bội, thì họ sẽ tấn công Việt Nam, không loại trừ khả năng là tấn công đấy. Thế cho nên là cái việc tấn công người quân sự một cái nước mà trong cái bối cảnh mà khó khăn của Trung Quốc thì nó thành cái tiền lệ rồi, tức là nội bộ khó khăn rồi thì người ta tấn công bên ngoài để tạo cái sự chú ý đấy, tạo cái sự chú ý và tránh những cái mâu thuẫn nội bộ nó bùng phát quá đấy, thì cái việc đối với một quốc gia mà nhất là Trung Quốc thì người ta hay sử dụng cái cách này, cho nên là người ta chắc là người ta cũng sẵn sàng chuẩn bị những cái tình huống là Việt Nam coi như vậy là phản bội đấy. Như vậy dạ, anh đưa ra một cái nhận định của anh rất là hay, đó là cái thử, đúng không, tức là đánh nghi binh và thử cái Việt Nam là cái có còn tiếp tục trung thành với Trung Quốc hay là đã phản phúc như là trong quá khứ, đúng không? Thì như vậy theo anh thì nếu mà Trung Quốc thử như vậy, mà nếu mà Việt Nam mà thật sự trong cái nội bộ lãnh đạo của Việt Nam mà người ta đã thật sự là muốn đi quay lưng lại với Trung Quốc và đi về phía phương Tây, Hoa Kỳ, Úc và Mỹ, Nhật và Đức, thì như vậy có phải là Trung Quốc cái phép thử đó nó sẽ có khả năng làm cái tác hại là đẩy Việt Nam đi về phía phương Tây hay không anh? Vâng, nó cũng là mạo hiểm, tức là Trung Quốc dùng cái phép thử này cũng rất là mạo hiểm đấy, có thể là mất trắng đấy, còn khi mà Việt Nam mà đã quay lưng đi thì
việc mà tấn công Việt Nam cũng không phải là dễ. Đấy. Bởi vì Việt Nam thứ nhất là người ta sẽ được sự ủng hộ của các cái quốc gia kia. Đấy. Và cái thứ hai là về chiến tranh thì Việt Nam thực sự là chưa bao giờ có sợ Trung Quốc cả. Đấy. Về cái kinh nghiệm chiến tranh và các thứ thì chưa bao giờ sợ. Và cái thứ ba nữa là người dân thì là ghét sẵn Trung Quốc từ xưa nay rồi. Đấy. Cho nên là nếu như mà tức là người ta làm cái việc này cũng rất là mạo hiểm, mà nhiều người cũng nói là cái việc mà ép Việt Nam như thế tức là rất là mạo hiểm của Trung Quốc. Giống đấy. Như là chơi với lửa phải không anh? Giống như là đồ với lửa. Vâng, đúng như thế. Nó không có gì chắc chắn cả. Đấy. Nhưng mà anh có nghĩ rằng cái lý do mà khi mà Việt Nam mà Trung Quốc nó quấy nhiễu cái chủ quyền của mình ở vùng đặc quyền kinh tế biển của mình, rồi ngăn chặn những cái hoạt động thăm dò dầu khí của mình, những hoạt động mà về phía mình là hợp pháp theo cái luật biển quốc tế 1982, thì theo anh là cái phản ứng của Việt Nam nó có vẻ như là nó yếu ớt hay là nó mạnh, và tại nếu mà nếu yếu ớt thì tại sao Việt Nam là không có phản ứng một cách mạnh mẽ? Lý do tại sao phía Việt Nam không phản ứng mạnh mẽ anh? Vâng, thì cái việc Việt Nam ấy là đồng minh ý thức hệ với Trung Quốc, và nói đúng ra một từ là phụ thuộc đến mức lệ thuộc của Trung Quốc. Đó là một cái thực tế. Đấy. Thế thì bây giờ cái việc mà Trung Quốc sách nhiễu rồi tấn công ở cái bãi tư chính như thế. Đấy. Thì bây giờ Việt Nam thì nó sẽ có hai cái khả năng. Đấy. Một là khả năng mà tức là đúng thực sự là cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng như lãnh đạo của Việt Nam là hèn nhát thực sự. Đấy. Và không có một cái không còn một cái tinh thần gì để chống lại Trung Quốc nữa, và hoàn toàn lệ thuộc và quỳ gối. Đấy, mình nói một cách nó rất là trắng là như thế, thì nó cũng sẽ là cái khả năng là không lên tiếng hoặc lên tiếng rất yếu ớt như hiện nay. Nhưng nó cũng còn một cái khả năng. Đấy. Là nếu như người ta muốn thay đổi. Đấy. Thì người ta cũng phải nhịn. Đấy. Và người ta phải chuẩn bị các cái bước làm sao để cho nó thật chu toàn. Bởi vì với một cái quốc gia khổng lồ như Trung Quốc, tiềm lực như Trung Quốc mà đang chịu sự lệ thuộc như vậy, để mà tách ra mà thành công nó không phải đơn giản. Đấy. Nó không phải là đơn giản, mà làm không cẩn thận là chết cả lũ. Đấy. Cho nên là nó cũng có cái khả năng là đây cũng là một cái nhẫn nhục. Đấy. Để tìm một cái con đường. Đấy. Thì cái khả năng này thì người nói có, người nói không. Đấy. Thì cũng chưa biết thế nào được cả. Đấy. Bởi vì nó liên quan như thế này. Nó liên quan là cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì Việt Nam nó giống hệt Trung Quốc. Nó cũng là nước cộng sản, nó cũng xuất siêu vào Mỹ. Cái nền kinh tế Trung Quốc nó lớn thì nó xuất siêu vào là 500 tỷ. Đấy, 350 tỷ. Nhưng nền kinh tế Việt Nam nó nhỏ, nhưng nó xuất siêu vào là cũng là 17 20 tỷ gì đó. Đấy, và cái cách thức nó làm ăn nó giống hệt Trung Quốc. Thế thì cái vấn đề là tại sao mà ông Donald Trump Mỹ lại tấn công, tức là chiến tranh thương mại với Trung Quốc mà lại không chiến tranh thương mại với Việt Nam? Nó giống hệt nhau. Đấy, và tôi thì tôi vẫn không phân tích được, mà bởi vì cái thâm hụt nó ít hơn, nó nhỏ, nó 20 triệu, 20 tỷ đô, 25 tỷ đô thì nó không đáng kể. Tôi không phân tích theo cái hướng đó, mà tôi phân tích theo cái hướng là ông Donald Trump và Mỹ vẫn muốn kéo Việt Nam làm đồng minh với Mỹ. Cho nên là không sử dụng đúng như Trung Quốc, chứ còn đúng là hai ông nó giống nhau rồi. Đấy. Và ông Donald Trump đang để cái thời gian để cho Việt Nam lựa chọn. Và nó phải để thời gian thì nó cũng phải có thời hạn của nó thôi. Đấy, chứ không thể để mãi như vậy được. Thế thì cái việc mà Việt Nam đu dây từ xưa nay thì ai biết rồi. Nếu như mà Mỹ Trung nó không có cái chiến tranh mà một mất một còn, cái này là chiến tranh một mất một còn. Mặc dù là thương mại có thể nó đến chiến tranh quân sự thì không ai biết nó leo thang đến đâu, chưa ai biết được. Nhưng mà gần như một cái chuyện là một mất một còn. Thế thì cả hai bên nó cũng sẽ không đồng ý cho ông là đu dây nữa. Ông không thể đu được nữa. Ông phải bắt buộc, Mỹ cũng không đồng ý cho ông đu, mà Trung Quốc cũng không đồng ý cho ông đu. Ông bắt buộc ông phải lựa chọn đồng minh. Một là ông đứng về phía Trung Quốc. Đấy. Đứng về phía Trung Quốc thì ông chia tay luôn với lại cái thị trường Mỹ luôn, với khoảng 40 mấy tỷ đô la. Đấy.
xuất vào Mỹ, và thặng dư là 17, 18, 20 tỷ gì đó. Đấy, ông chia tay luôn. Bởi vì chắc chắn chúng ta biết là như Mỹ thì bây giờ chiến tranh như vậy, mà lại để cho Trung Quốc có thêm một cái đồng minh là Việt Nam, khi người ta lựa chọn dứt khoát như vậy rồi, mà lại vẫn xuất siêu vào Mỹ mà vẫn không đánh thuế, thì là cái chuyện là lạ đời, không bao giờ có cả. Đấy, cho nên là chắc chắn là nếu như Việt Nam lựa chọn với Trung Quốc thì 100% là phải chia tay với cái thị trường đó, giống như là còn nặng nề hơn với Trung Quốc. Đấy, và cái tiềm lực của Việt Nam yếu hơn, cho nên là nó sẽ đi nhanh hơn. Đấy, thế thì tức là nếu mà đồng minh với này Trung Quốc thì đồng thời là ông đối chọi với Mỹ và ông sẽ chia tay với cái thị trường ấy, đồng nghĩa với cái việc là nền kinh tế của ông sẽ gần như là sụp đổ luôn. Vì bây giờ nó đã rất là yếu rồi, nó lại nợ cấp 3, cấp 4 GDP nữa. Đấy, thế thì nó không còn cái gì để tồn tại cả. Đấy, nó sẽ sụp đổ. Đấy, Trung Quốc thì bây giờ nó cũng đang chết, thì làm sao mà nó cứu được ông? Nếu muốn cứu ông toàn trăm tỷ chứ không phải là một vài tỷ đâu. Đấy, thế cho nên là ông cũng nhìn thấy cái chết trước mắt. Thế bây giờ ngược lại, ông đồng minh với Mỹ thì đối với Trung Quốc cũng rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là nó sát biên giới, là thứ hai là nó người nó cài cắm vào khắp các nơi rồi, không ai biết thế nào được. Đấy, và thứ ba là chắc chắn nó sẽ trả thù. Đấy, cho nên là cũng nguy hiểm, nhưng mà nó cũng có một cái là thêm một cái nữa là ông đã đi với Mỹ thì ông phải mở cửa về chính trị, ông phải đa nguyên đa đảng, chứ không thể nói là ông vẫn cộng sản như thế mà Mỹ nó chấp nhận cả, không bao giờ. Đấy, thế thì nó những cái nó thách đố rất là lớn, nhưng nó lại được một cái là sau này là tức là ông có thể, nếu làm khéo thì ông có thể bảo toàn được cái lực lượng, hoặc là cũng như là cái an toàn của những cái lãnh đạo. Bởi nếu ông chủ động ông làm thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy. Và ngoài cái vấn đề, Phú Sĩ thấy là ngoài cái vấn đề là khi mà làm khéo léo thì cái sức mạnh, cái lực lượng của cái nhà nước lãnh đạo Việt Nam nó vẫn được an toàn. Ngoài cái đó ra thì giống như là mình mở một cái cánh cửa để mà mình thoát ra khỏi cái nhà tù, đúng không anh? Đúng không? Đúng không anh? Tại vì ví dụ trong cái trường hợp hiện nay là mình đang bị lệ thuộc quá mức vô, mình bị cài cắm trong hệ thống nhà nước, rồi bị cài cắm khắp nơi gián điệp, rồi những kẻ nội phản bên trong, rồi bên ngoài thì hỏa tiễn nó chĩa vô những cái căn cứ của mình, rồi trên biển thì tàu của nó là quấy nhiễu các tàu của mình. Tức là mình bị tứ bề, là mình bị Trung Quốc là nó gây áp lực rất là lớn. Nhưng nếu mà mình có một cái sự chọn lựa lớn, tức là tôi quyết định bây giờ tôi không chơi với anh nữa, tôi chơi với cái người sẽ có lợi cho tôi trong tương lai, thì như vậy đó, mình thấy rằng nếu mà mình đi theo phương Tây, mình đồng minh với phương Tây, tuy rằng có những cái đòi hỏi mà cuối cùng nhà nước Việt Nam phải thực hiện, đó là cải cách về chính trị, nhưng mình mở được cái cánh cửa nhà tù để mình có thể thoát ra khỏi cái nhà tù đó, cái nhà tù của cái sự áp lực của phía Trung Quốc, để mình có thể từ đó trở đi, không chỉ là thế hệ của mình mà các thế hệ của tương lai của dân tộc Việt Nam của mình sẽ được hưởng những cái giống như là người dân của Nam Hàn, hay là người dân của Hồng Kông, hay là người dân của Đài Loan. Đài Loan với Việt Nam có những cái rất là giống nhau, đó là sát ngay bên hông của Trung Quốc và bị tứ bề là bị Trung Quốc nó gây áp lực. Nhưng cái Đài Loan đã cho mình thấy một cái ví dụ, một cái mô hình, đó là nếu mình là một đồng minh của phương Tây và của Hoa Kỳ thật sự, và mình cải cách một nhà nước theo một cái đường lối nhà nước tự do, dân chủ, đa đảng, thì mình vẫn có thể tồn tại được. Mình vẫn có thể là một quốc gia độc lập được, và Trung Quốc sẽ không thể nào dám làm cái gì đối với Đài Loan. Ngay cả bây giờ Trung Quốc cũng đâu có đe dọa thôi, nhưng mà chưa có dám làm cái gì thật sự, bởi vì Đài Loan sẽ được phương Tây giúp đỡ để có khả năng tự vệ được, và Trung Quốc cũng sẽ không có thể nào dám làm cái gì được. Thưa anh, như vậy anh có thấy rằng là chính phủ Việt Nam, theo nhận định của cá nhân của anh, thì chính phủ Việt Nam hay là những người lãnh đạo Việt Nam, họ đã có cái ý rằng là muốn chuyển hướng theo phương Tây, hay là họ vẫn bảo thủ rằng tức là trước sau như một vẫn là bạn với lại người bốn tốt 16 chữ vàng hay không anh? Những cái thông điệp đưa ra là rất mâu thuẫn. Tức là nhưng mà cũng có nhiều cái lạ. Ví dụ như là cái việc gần đây là tại sao chúng ta biết được là bắt được nhiều người Trung Quốc thế? Là vì nhà nước họ quyết tâm làm. Và tại sao lại quyết tâm làm? Đấy, thì đấy là một cái thông điệp, nhưng cũng không ai chắc chắn cả.
ý tôi muốn nói là có khả năng là xoay trục, nhưng mà cũng không chắc chắn đấy. Bởi vì ngoài cái việc đó ra này vẫn làm rất là nhiều những cái việc mà người dân rất là phê phán luật dẫn độ vân vân các thứ đấy. Thế thì nó đang ở cái khía cạnh tức là không xác định được đấy. Nhưng mà nhưng mà nó ở một cái tình thế là lựa chọn giữa sống và chết rồi đấy, đối với cái Đảng Cộng sản đấy, đối với cái tập đoàn lãnh đạo và đối với cái toàn bộ cái tương lai của cái nhà nước cộng sản này, là nó ở trong cái lựa chọn sống và chết rồi. Dù nó có xảy ra bên nào thì chúng ta có một điều chắc chắn là nó sẽ thay đổi đấy. Và cuối cùng kể cả ông có lựa chọn với Trung Quốc thì chết chùm với Trung Quốc nó cũng là sẽ thay đổi theo cái hướng tốt đẹp, và nếu ông lựa chọn với Mỹ là cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp. Cho nên là tôi có nói là dù như thế nào thì trong cái tương lai gần này là Việt Nam sẽ thay đổi đấy. Cái giá phải trả nó là như thế nào và cách thức nó diễn ra sao thì mình còn chưa biết, chứ còn chắc chắn bởi vì nó đang ở cái lựa chọn sống chết rồi đấy, chứ nó không còn là những cái nửa vời như trước đây nữa đấy. Dạ, anh đưa ra nhiều cái nhận xét rất là thú vị, và một trong những cái nhận xét mà anh nói đó là chính xác là nước Mỹ đã chia cái bàn tay ra để bắt tay với anh Việt Nam, tức là họ đã cho thấy rất là nhiều cái tín hiệu rằng tôi muốn anh trở thành người bạn của tôi và tôi sẽ là một người bạn tốt và lâu dài với anh, tôi sẽ chấp nhận anh cái thể chế của anh ngay bây giờ. Và tức là người Mỹ đã đưa ra rất là nhiều cái tín hiệu để cho Việt Nam thấy rằng đây là cái thời điểm mà nếu mà Việt Nam xoay trục thì giữa Mỹ và Việt Nam sẽ có một cái mối quan hệ rất là thấm thiết và phát triển và sẽ có lợi cho phía Việt Nam. Thưa anh, hồi nãy anh cũng nói rằng cái gì nó cũng có cái thời gian, cái hạn chế của nó không thể mãi mãi được. Thưa anh, liệu Việt Nam mình có đánh mất cái cơ hội hay không anh? Vâng, cái này thì như tôi đã nói đấy, những cái thông điệp đưa ra là nó rất mâu thuẫn và tôi cũng không khẳng định được. Còn nếu mà nói về như thế này, nói về mặt trực giác đấy, dự đoán về mặt trực giác thì tôi hơi nghiêng đấy, hơi nghiêng về cái khả năng là Việt Nam sẽ xoay trục đấy, dựa vào cái trực giác đấy, và mình chỉ dám nói là hơi nghiêng thôi đấy, chứ còn những cái thông điệp nó đưa ra nó quá mâu thuẫn đấy. Và hy vọng là và tôi vẫn nói vừa nãy tôi vẫn nói đấy, là kể cả ông có không xoay, ông cứ vậy thì cái diễn biến nó sẽ cuốn ông đi, mà cũng chỉ là tương lai rất là gần thôi. Bởi vì sắp tới là nếu mà ông nhất quyết ông không làm đồng minh với Mỹ thì chắc chắn là sẽ chiến tranh nước ngoài, tôi dám khẳng định như thế. Thì cũng chết đấy. Phải không anh? Cũng chết. Nếu mà cũng chết luôn, tại vì sẽ không bán qua được bên Mỹ nữa. Không bán mà được bên Mỹ mà tàu thì nó cũng không giúp được, nó cũng đã chết đấy. Dạ, yeah, rất là thú vị. À, như vậy thì anh có nghĩ rằng mà ông Nguyễn Phú Trọng, người ta nói rằng ông ta sẽ qua Hoa Kỳ, Washington DC vào tháng 10 này, có phải là cái chuyến đi này nó có liên quan đến cái vấn đề xoay trục không anh? Chắc chắn, nếu như mà ông không đồng ý thì sẽ không đi được. Đấy là nhà văn Phạm Thành nói, mà tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì nó như thế này. Cái ông Donald Trump này nó không như những cái ông khác. Đấy. Không phải là không có cái gì mà ông sang thì bắt tay chào hỏi cười nói vài câu về được. Những cái ông như ông khác trước Obama thì không thể làm được vậy được. Những cái ông Donald Trump này nó không có cái chuyện đó. Yeah. Ông sang trước đón tử tế quốc thiều quốc ca tôi cử lên, không phải là sang để chào hỏi nhau vài câu nói vài ba cái chuyện xã giao tào lao là tôi cho ông đi được. Đấy, cho nên là nếu như mà ông ấy đi được là khả năng là xoay trục đấy. Mà nếu mà ông không đi được thì là mình biết chắc là ông chọn là Trung Quốc làm cái đồng minh và cùng nhau để xuống âm phủ để lập và thành cái thiên đường sau chủ nghĩa mới. Dạ, như vậy là cái chuyến đi của ông Trọng vào tháng 10 này qua Hoa Kỳ sẽ là một cái chuyến đi mà tất cả những ai quan tâm đến cái vị thế Việt Nam, là cái đường hướng về chính trị có là xoay lưng về phía Trung Quốc và quay lưng lại phía Trung Quốc và hướng về phía Hoa Kỳ để bắt tay và hợp tác với Hoa Kỳ hay không. Mình sẽ tìm cái câu trả lời sau cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Và bây giờ mình còn 10 phút
để mà 10 phút còn lại mình sẽ nói về cái đề tài thứ ba thưa anh, đó là đề tài về liên quan đến cái vấn đề tôn giáo. Thì theo cái thông tin được biết là vừa qua thì cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ có đến Việt Nam, có đến Sài Gòn và có gặp gỡ với một cái hội đồng liên tôn Việt Nam tại chùa Giác Hoa của Sài Gòn. Thưa anh, thì cái xin anh cho biết thêm chi tiết về cái việc gặp gỡ của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ với các hội đồng liên tôn của Việt Nam ở Sài Gòn, và cho anh cho biết cái chi tiết thêm về cái việc đó và nó có cái lợi ích gì cho cái công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vâng, cái diễn biến của cái sự kiện là ngày 18 tháng 9 năm 2019 thì là có cuộc gặp giữa Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ mà gặp cái Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại cái chùa Giác Hoa ở Sài Gòn. Thế thì Hội đồng Liên tôn Việt Nam thì hôm đó là có đại diện 5 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo Thống nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đấy, Cao Đài, Hòa Cao Đài và Hòa Hảo, đấy, và Tin Lành, đấy, là 5 tôn giáo. Đấy, thì có gặp gỡ với lại đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo. Thế thì trong cuộc gặp thì các cái đại diện tôn giáo đều nêu một cái số ý kiến về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, việc vi phạm của nhà nước Việt Nam, rồi vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ các nước tự do can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam phải thả các cái tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm. Đấy. Ngoài ra là bảo vệ cái Biển Đông cho Việt Nam. Đấy, đấy là cái việc mà Hội đồng Liên tôn đã đặt vấn đề với lại cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Đấy. Và người ta cũng yêu cầu là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các nước đặc biệt cần quan tâm như trước đây Mỹ đã từng đưa. Đấy, đồng thời là thực thi cái luật Magnitsky, tức là những người mà đàn áp tôn giáo với đàn áp nhân quyền. Đấy, là vào cái danh sách trừng phạt của Mỹ. Đấy. Rồi người ta cũng phê phán là Việt Nam những cái mất tự do như là cái sự can thiệp của nhà nước vào các cái tôn giáo rất là nhiều, về cái việc mà bổ nhiệm các chức sắc, rồi phê phán về cái việc mà ngăn cản những cái tôn giáo mà chưa đăng ký, đấy, tức là không được công nhận ấy, là những cái hoạt động của những tôn giáo đó đều bị cấm cản, đều bị sách nhiễu và đều bị tấn công, nhiều người bị tấn công. Đấy. Thế thì những cái hoạt động mà của các chức sắc tôn giáo cũng như hội đồng liên tôn gặp gỡ các cái đại diện quốc tế cũng như là Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thì nó cũng tức là về cái hiệu quả mà mình mong muốn ấy là nó thay đổi mà như những cái người mà đại diện chức sắc tôn giáo thì nó xảy ra ngay thì không có. Đấy, nhưng mà nó là một quá trình để các cái phái đoàn quốc tế để người ta thẩm định, lượng định những cái sự đàn áp, những cái vi phạm về tôn giáo để người ta ra những cái quyết định, ví dụ như là đưa Việt Nam trở lại vào các nước đặc biệt quan tâm, rồi ví dụ như là chế tài, vân vân. Đấy, thì những cái việc này là luôn luôn cần thiết. Đấy, và chúng ta cuộc đấu tranh của tôn giáo cũng như là nhân quyền, phong trào dân chủ đều cần quốc tế quan tâm. Đấy, và chúng ta mà duy trì và tồn tại và phát triển được cũng nhờ cái sự giúp đỡ của quốc tế rất là nhiều. Đấy, cho nên là cái việc này, đấy, nó ý nghĩa ở cái chỗ đó. Đấy, nó cần thiết ở chỗ đó. Đấy, còn nếu mà nói mà bảo là vì chúng ta cũng tổ chức rất là nhiều những cái cuộc này rồi, nhưng mà những cái thay đổi mà những cái áp chế, áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam ấy, trước đây ấy, thì nó rất hạn chế, nhưng mà cái lần này, đấy, và cái thời gian này, thời điểm này thì bởi vì cái tình thế của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay nó cũng đang rất là khó khăn trong cái bối cảnh nền kinh tế thì như thế, khủng hoảng rồi nợ tiền biên như vậy, đấy, rồi bị Trung Quốc coi ép, thì hy vọng là những cái tiếng nói yêu cầu của Việt Nam, của các cái chức trách tôn giáo, đại diện tôn giáo
là sẽ được tăng cái tính hiệu quả hơn so với những cái thời điểm trước. Đấy, bởi vì trước đây thì nói gì thì nói là nhà nước Việt Nam nó cũng là một nhà nước. Đấy, và nó cũng chưa có ở vào những tình thế bí bách, những cái tình thế hiểm nghèo như bây giờ. Đấy, cho nên là trong cái đợt này là nó có khác những cái đợt trước là như vậy. Chứ còn chúng ta cũng tổ chức rất là nhiều những cuộc đầu. Đấy, nhưng mà trước đây thì cái tiến triển hoặc những cái cải thiện nó không, hầu như không có, cũng đáng kể. Đấy, nhưng mà cái đợt này thì chúng ta hy vọng là nó sẽ khác những đợt trước, bởi vì cái bối cảnh tình thế của cái nhà cầm quyền Việt Nam cũng như là đảng cộng sản nó ở trong cái tình thế nó khác trước. Đấy, cho nên là nó có một cái ý nghĩa như thế. Phú Sĩ cũng có một hai điều Phú Sĩ cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị khán thính giả cũng như là với anh Bình, đó là Phú Sĩ có biết rằng Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ trong năm nay đã chỉ định Việt Nam là một quốc gia cần phải có quan tâm đặc biệt vì cái vấn đề người ta vi phạm nhà nước tiếp tục là đàn áp những người những tôn giáo và đặc biệt là những người mà các dân tộc thiểu số mà có những cái tín ngưỡng mà nhà nước tiếp tục đàn áp, thì cái việc đó nhà cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã cho Việt Nam vào cái danh sách đó rồi, thưa anh. Đó là cái mà Phú Sĩ biết. Cái điều thứ hai nữa mà theo Phú Sĩ thấy đó, thì ở bên Việt Nam mình á, đạo các đạo về Thiên Chúa giáo như Tin Lành rồi Công giáo rồi Baptism là rồi những cái đạo như là Cao Đài rồi Hòa Hảo rồi Giáo hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, những cái tôn giáo mà không có cái sự mà nhà nước Việt Nam nó không có kiểm soát được, nó không có nắm được cái kiểm soát đó, thì nó có vẻ như là nó rất là ghét và nó tìm mọi cách để nó đàn áp. Nhưng Phú Sĩ cũng thấy ngược lại, trong cái tôn giáo Việt Nam có một cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nhà nước Việt Nam gần giống như là kiểm soát trọn vẹn cái hoạt động của cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì Phú Sĩ thấy là nhà nước Việt Nam đầu tư rất là nhiều tiền bạc cho những người trong cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, như là xây chùa, chiền, rồi cung cấp xe hơi cho các sư đi, rồi như anh có thấy cái điều như vậy hay không? Tức là nhà nước Việt Nam có một cái sự phân biệt cái giáo hội nào mà là công cụ của đảng và của nhà nước, do nhà nước kiểm soát thì được ưu đãi mọi mặt, còn cái giáo hội nào mà không có giáo hội Việt Nam, không cái cộng sản Việt Nam không có kiểm soát được thì lúc đó là coi như là coi giống như là kẻ thù của nhà nước, là tìm mọi cách để đàn áp. Anh, cái ý kiến cá nhân của anh như thế nào? Vâng, đúng như thế ạ. Và nó đã diễn ra như vậy rồi. Về cái vấn đề chùa chiền thì anh nói là rất là đúng. Cái Giáo hội Phật giáo quốc doanh, người ta gọi là quốc doanh ấy, thì được ưu đãi đủ thứ. Và hai nữa là người ta dựa vào đấy để người ta kiếm tiền nữa. Đấy. Các cái tập đoàn lợi ích, các cái nhóm lợi ích cũng như là kể cả cái giáo hội họ kiếm tiền. Đấy. Và nhà nước cộng sản thì để cho cái công cụ của mình là làm cái việc đó. Và họ cũng chấm hút ở đó ra. Cho nên là nó xảy ra cái chuyện anh nói là hoàn toàn đúng. Dạ vâng, cảm ơn anh Bình. Bây giờ thì chúng ta sẽ sắp sửa hết giờ và chúng ta sẽ chào tạm biệt quý vị khán thính giả và sau đó chúng ta sẽ hẹn quý vị lại trong tuần sau. Phú Sĩ cùng ban phụ trách của Diễn đàn Tự do chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào mỗi sáng thứ bảy lúc 6 giờ sáng giờ California, 8 giờ sáng giờ Houston, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phú Sĩ cùng anh Nguyễn Vũ Bình xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một ngày thứ bảy cuối tuần thật là bình an hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Xin mời anh Bình chào tạm biệt quý vị khán thính giả của Diễn đàn Tự do Tiếng Nước Tôi TNT Media. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Diễn đàn Tự do. Xin được rất là vui mừng được hẹn gặp lại. Xin chào anh Phú Sĩ. Chào anh Nguyễn Vũ Bình. Ai đã cấm dân hờn quân xâm lăng? Ai đã bắt quân vội vàng đầu hàng? Ai cướp bút anh trên trang nhật báo? Cướp trái tim tôi khi Việt Nam thương đau. Tổ quốc chúng ta anh hùng, cả nước đấu tranh kiên cường. Vì tình yêu non sông, vì tình thương nòi sông, vượt sông đòi biển Đông. Vì tình yêu non sông.
vì tình thương nòi dâng vừa sống nòi biển Nam. We all know what we need. Freedom, democracy is all that we need. Freedom, democracy is all that we need. Freedom, democracy for you and for me.